Để thu 20 cực sâu nhưng nội tại up Instagram của thầy Kiếm đã phát huy tác dụng đúng lúc. Instagram của thầy dạo này hơi mốc. Nhanh khẩn trương để thầy còn có hình up Instagram. Nào. Nào thi đấu cuối cùng, vào thi đấu chính thức cuối cùng. Rời thời khắc của sự thật, chúng ta sẽ lên overtime. Hay là chiến thắng dành cho Navi. Thầy Blet bảo Instagram của anh dạo này hơi mốc rồi. Anh cần ảnh để có thể cứu lại Instagram. Siêu huy 8 frag. Mặc dù là dẫn 12. Ôi giời ơi, cái đít. Im mờ bảo tao bắt được cái đuôi chuột này. Nào, đuôi chuột này. Roland yếu nhưng Immer cũng yếu. Alexi đẩy ra khu vực đầu kết. Anh em chưa đấm nhau. Vâng, cảm ơn anh Hùng Mai. Anh Hùng Mai vừa đã cộng một lốp luôn rồi. Để xin phép là tắt cái QR donate đi để chứng kiến vào thi đấu cuối cùng của lượt thi đấu second half. Đang là kẹt lại ở khu vực dốc ram 4B rồi. Thua hộ quả này. Nhanh lên thầy, cần cái đĩa, nhà thầy đang thiếu cái đĩa để ăn cơm em ơi. Tốt gì vào A nhưng Jim phát chết ở ram. Tốt gì không bắt được em full. Nhưng ở đây Sơn hạ gục được Alexi B. Có lửa để clear vị trí của em full. Em full đang muốn đứng vững. Em full không làm được gì nhưng IM bắt được Roland và Bip nằm xuống trong tay của Tốt gì. 2v2, 8 giây đặt C4. IM đang spam ở đây rồi. Một cháu dành cho dây eo. Tốt gì đối đầu với IM. Thời khắc của sự thật. Ui, rút cả dao rồi. Donut đang về. Clear lại được thùng. IM biết đối phương đang ở A-man. Đặt tâm. Có sờ mốc. Tao đang chờ mày. Ra đây. Ây, rồi ôi. Ây, rồi ôi. Đây rồi.